các bạn thân mến, đây là nông cơ Hưng Thịnh Long Khánh, mình cập nhật mấy cây mới về nông cơ nha. Thì có Isaki 9000 nè, rồi pho nè các bạn, pho con này mấy ngàn này ta, pho 4000, pho 4000 là pho Mỹ nha các bạn nha, chứ không phải pho Nhật nha, pho Nhật khác nha. Rồi Kubota L 2002, rồi Shibaura SD 3203 nè, một cầu. Rồi con này cũng một cầu luôn, Isaki 5000 một cầu. Con này cũng một cầu. Cái dòng to này người ta chắc họ lấy một cầu về để cho giá nó mềm. Đây có con John Deere 1850 nè, hai cầu luôn, nhìn khủng chưa, mới về nè. Đây có con Gat 48 nè, rồi Shibaura 6340, con của ta bữa bán rồi, Isaki 6500, pho Mỹ nè, pho 4610 nè, hai cầu nè. À, mấy dàn này hai cầu, Gat 48 là hai cầu, Shibaura 6340 là hai cầu, Isaki 6500 là hai cầu, 4610 là hai cầu của Mỹ. Nhìn đã cho bề ngang nó rộng khủng khiếp chứ. Rồi John Deere con này một cầu, John Deere 2030. Rồi con này John Deere 2040. Rồi đây có con Isaki 1085 các bạn nha, 1085, con Isaki 7020 mới về chưa dọn. Rồi con Isaki máy ra không biết, máy cài nó đi. Rồi Kubota 4708, rồi con Kubota M6000, con này cũng mới về luôn, 6610. Rồi Isaki 6000 kia nữa, xe mới về chưa dọn, chưa ráp vô đủ. Isaki 9000, à Isaki 9000. Ô KL4710 còn đây ta, chưa bán ta. David Rao 990, Shibaura 8340. Shibaura SD 2243, Shibaura SD 40 gì 3 này á, L 4202, rồi SD 2603, Sato ST 4000, Sumimoto Hinomoto 264. Rồi đây Kubota M600DT. Bán cho chiếc máy cày đi.
Chiếc này bán nhiêu vậy? Mấy? Để chân chơi vậy hả? Hai chiếc này lấy về không bán à? Để chân chơi à? Rồi cập nhật hết rồi. À, sao? À vậy hả? Ở đây nhiều rồi. À vậy hả? À. Chừng nào về? 10 bữa đó. Chừng nào về nhớ thuê ra quay nha. Nhớ thuê ra quay nha. Rồi.